Xin chào quý vị và các bạn. Những ngày gần đây do không khí lạnh hoạt động rất yếu nên ở Bắc Bộ nền nhiệt độ cao hơn hẳn so với cùng thời điểm này hàng năm. Tuy nhiên sương mù thì lại xuất hiện nhiều, một số nơi còn có mưa nhỏ trộn lẫn khiến cho tầm nhìn giảm thấp, ảnh hưởng phần nào tới các hoạt động giao thông trong khoảng thời gian sáng sớm. Đến trưa chiều thì trời giảm mây, có nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 28 cho tới 31 độ, riêng vùng núi có nơi thấp hơn. Theo dự báo, từ đêm nay sang sáng ngày mai thì không khí lạnh bổ sung, mưa sẽ gia tăng và nhiệt độ giảm nhẹ ở các tỉnh thành miền Bắc. Khu vực Trung Bộ hôm nay thời tiết chưa có nhiều thay đổi, trời nắng với nhiệt độ tăng dần từ Bắc vào Nam, phổ biến từ 28 cho tới 32 độ vào trưa chiều. Mưa chỉ xuất hiện vài nơi vào chiều tối và đêm. Phải sang ngày mai 19 tháng 11 thì mưa mới gia tăng ở các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ. Khu vực Tây Nguyên phổ biến ít mưa, ngày nắng với nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Còn đối với Nam Bộ, do chịu ảnh hưởng của rìa phía Bắc rãnh áp thấp xích đạo nên có mưa rào và dông rải rác với thời gian mưa tập trung chủ yếu về chiều muộn và buổi tối. Cục bộ có thể xảy ra mưa dông mạnh và trong cơn dông cần đề phòng có lốc sét cùng với gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều ở mức từ 30 cho tới 33 độ. Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm quần đảo Hoàng Sa có mưa vài nơi, thịnh hành gió đông đến đông bắc cấp 4, cấp 5. Riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Từ ngày 19 tháng 11, mưa tăng và cường độ gió có xu hướng hoạt động mạnh dần. Khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm quần đảo Trường Sa, thịnh hành gió đông bắc đến đông khoảng cấp 4, cấp 5, có mưa rào và dông gia tăng trên diện rộng, làm giảm tầm nhìn xa xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn dông.